Và đáng chú ý là sư cô đã tiết lộ ra thông tin là việc con của chị Kim Ngân có thể là người đã cùng với 5 người khác đệ đơn thưa kiện Thúy Nga ra tòa. Những ngày qua, thông tin danh hài Thúy Nga phải làm việc với cảnh sát Mỹ vì bị tố tấn công, đánh đập ca sĩ Kim Ngân đã thu hút sự quan tâm của dư luận. Thúy Nga xác nhận việc này và nói thêm là ở Mỹ khi bị ai đó báo cáo thì cảnh sát sẽ cho mời lên để điều tra. Còn vụ việc hiện tại vẫn đang chờ kết quả. Sau hàng loạt tin đồn gây hoang mang, Thúy Nga cho biết cô bị tổn thương và stress nặng nề suốt thời gian qua. Vì thế, cô chia tay Kim Ngân và sẽ lên kế hoạch điện thoại để trả lại toàn bộ tiền cho những mạnh thường quân nào muốn lấy lại tiền và mong rằng mọi chuyện về ca sĩ Kim Ngân và Thúy Nga sẽ được kết thúc tốt đẹp. Sau khi mẹ, em gái và Thúy Nga lần lượt lên tiếng chia sẻ về những lùm xùm này, những tưởng câu chuyện Ngân, Nga sẽ kết thúc trong êm đẹp, thì mới đây hàng loạt tin đồn khác xuất hiện. Vào ngày 11 tháng 7, trên một kênh YouTube đã đăng tải đoạn clip có nội dung nói về việc con Thúy Nga bị chính con gái Kim Ngân đâm đơn kiện kèm theo loạt tin nhắn liên quan gây xôn xao cộng đồng mạng. Cụ thể, chủ kênh này cho hay, hôm nay tôi sẽ đưa những thông tin về Thúy Nga hay những người kiện cáo Thúy Nga. Thúy Nga sẽ có động thái gì để bảo vệ mình và con gái mình? Chúng ta đã thấy một số tin nhắn của sư cô nên đã biết được một số vai trò của sư cô. Đặc biệt con của chị Kim Ngân đóng vai trò là người đã kiện chị Thúy Nga. Điều này cộng đồng mạng có chấp nhận được hay không khi Thúy Nga đã giúp chị Kim Ngân hết sức hết lòng? Một người đã giúp mẹ mình nhưng họ lại lấy oán trả ơn. Sau khi xem xong đoạn clip trên, Thúy Nga khẳng định bản thân đang bị hàm oan và có rất nhiều tâm sự muốn chia sẻ đến người hâm mộ. Bên cạnh đó, nữ nghệ sĩ cũng không quên gửi lời cảm ơn tới khán giả đã tin tưởng và bên vực cô trong suốt thời gian qua. Hồi chiều đang tập xả stress khi đưa con đi bơi và ăn tối bên nhà cậu em trai thì nhận tin các cô chú anh chị nhắn Thúy Nga nên xem tin chấn động này đi. Xem xong thấy cũng chấn động căng đến mức hại não luôn thiệt chứ nên giờ 3 giờ sáng mà vẫn trăn trở không ngủ được luôn. Đang băn khoăn không biết nên livestream tiếp không ta, chứ giờ mà viết ra biết bao nhiêu chữ cho đủ hết tâm tư mình. Không lẽ phim vẫn còn dài tập vậy sao ta, bộ phim Ngân Nga vẫn chưa có hồi kết, không chừng là dài tập như phim Cô Dâu 8 tuổi luôn à. Mà càng ngày càng ly kỳ rùng rợn, mà những tập phần sau này họ làm và em ngồi xem thôi nha và đang suy ngẫm thấy chán cho cái sự đời nhân tình thế thái éo le cho Thúy Nga quá. Dù gì thì cũng cảm ơn kênh cho biết thông tin này, mà giờ cũng ngộ lắm. Cứ hễ kênh YouTube nào lên tiếng bên vực bảo vệ lẽ phải cho Thúy Nga là người ta đồn kênh YouTube đó của Thúy Nga không đó. Rất nhanh chóng, bài đăng của Thúy Nga đã nhận được sự chú ý của đông đảo người hâm mộ. Ngay dưới phần bình luận, cư dân mạng đồng loạt gửi lời trấn an, động viên và bày tỏ niềm tin vào nữ danh hài. Trong một diễn biến khác, hơn một tháng Kim Ngân rời xa Thúy Nga, sau vụ lùm xùm giữa Thúy Nga và một số người, Kim Ngân cũng đã bỏ căn phòng được Thúy Nga thuê cho và trở về với cuộc sống lang thang. Mới đây, trên kênh YouTube của nghệ sĩ ưu tú Kim Tiểu Long đã đăng tải một clip quay lại cảnh anh đi mua đồ và vô tình gặp ca sĩ Kim Ngân trên đường. Tuy nhiên, Kim Ngân trông rất khác xưa, cô ăn mặc sạch sẽ hơn và đẹp hơn trước. Đầu tóc Kim Ngân cũng khá gọn gàng và tạo kiểu, không bị bết vào như trước đây. Làn da của Kim Ngân cũng sáng sủa hơn trước, thậm chí cô còn làm móng tay và sơn màu đầy thời thượng. Thế nhưng, Kim Ngân lại không nhớ gì về Kim Tiểu Long, dù trước đây cô rất ấn tượng với nam nghệ sĩ. Trong clip, Kim Ngân tỏ ra khá đói và không còn tiền trên người. Cũng không được ai cho ăn nên muốn Kim Tiểu Long dắt đi ăn cơm tại một nhà hàng. Kim Tiểu Long nói, nhìn ngoại hình và tình trạng tinh thần của Kim Ngân, nhiều người vô cùng lo ngại cho bà. Dường như nữ ca sĩ đang trở lại giai đoạn nửa tỉnh nửa mê và quay về kiếp sống lang thang phiêu linh. Thế nhưng, dù muốn giúp đỡ Kim Ngân thì những mạnh thường quân cũng sẽ e ngại, bởi họ sợ sẽ vướng rắc rối phiền toái như danh hài Thúy Nga đã gặp phải. Mấy ngày vừa qua, cộng đồng mạng xôn xao trước thông tin danh hài Thúy Nga bị cảnh sát Mỹ mới lên làm việc liên quan đến mối quan hệ với ca sĩ Kim Ngân. Theo tìm hiểu, nguyên nhân là vì một số người đã tố cáo Thúy Nga đánh đập, nhốt đàn chị. Cô còn bị nghi ngờ lợi dụng hình ảnh của Kim Ngân để câu view trên mạng xã hội. Mới đây, trên trang cá nhân Facebook cũng như trên YouTube, nữ danh hài đã tuyên bố dừng giúp đỡ ca sĩ Kim Ngân bởi có quá nhiều trắc trở xảy ra, điều tiếng và bão tố ập đến với cô và gia đình khiến nữ danh hài mệt mỏi. Thúy Nga cũng tiết lộ thêm ca sĩ Kim Ngân sẽ có nhà mới và ở cùng với em trai để khán giả được yên tâm. Cụ thể, Thúy Nga bày tỏ, hành trình giúp chị Kim Ngân đã được 50%, nhưng đến hôm nay gần như là sẽ dừng lại. Quá nhiều trắc trở xảy ra, điều tiếng và bão tố ập đến với Nga và gia đình khiến bản thân Nga quá mệt mỏi. Chị Kim Ngân sắp có nhà mới ở cùng với em trai và sẽ bình an. Có lẽ chính thức từ đây là Nga sẽ không phải lo cho chị Kim Ngân nữa.
Hiện tại thì Nga vẫn giữ cái phòng thuê nhà chị Huyền cho chị. Cảm ơn cả nhà đã quan tâm. Ngay sau khi chia sẻ bài viết, Thúy Nga nhận được sự động viên lớn của khán giả. Công lao to lớn của em giờ Kim Ngân mới được dành về nuôi như vậy. Không có Nga liệu chị Kim Ngân có được như hôm nay hay không? Chúc mừng em có một quyết định đúng đắn, bỏ đi Thúy Nga ơi. Bây giờ Nga mà có giúp nữa thì cộng đồng mạng cũng không còn quan tâm, Mạnh Thường Quân cũng không có giúp đâu. Họ đã quá thất vọng. Lúc Nga chưa giúp thì không một ai vào cuộc. Nga giúp được thì lại là giả tạo. Gia đình chị Kim Ngân phức tạp quá, không đơn giản. Những ngày qua, Thúy Nga cho biết cô đã không còn giúp đỡ cựu ca sĩ Kim Ngân nữa vì có vấn đề xảy ra. Cô bị nhiều người tấn công, xúc phạm và lăng mạ khiến nữ nghệ sĩ tổn thương. Trong livestream mới của mình, Thúy Nga khẳng định mình giúp đàn chị chưa bao giờ là để lợi dụng nhằm nổi tiếng hay để lấy tiền của chính phủ Mỹ. Cô không nghĩ tới chặng đường được chính phủ Mỹ cấp tiền vì khi đó sẽ bị ràng buộc nhiều thứ, khiến cô không có thời gian làm việc riêng. Tôi còn có gia đình của mình nữa, nếu đó là người thân ruột thịt của mình mới nghĩ đến chặng đường xa. Còn tôi giúp chị Ngân chỉ muốn càng nhanh càng tốt, để chị trở về với gia đình và con cái chị ấy sẽ lo cho mẹ, Thúy Nga chia sẻ. Hiện tại Kim Ngân sắp về nhà mới để ở với em trai của mình. Điều này khiến Thúy Nga cảm thấy hoan hỷ. Ngoài ra, nữ nghệ sĩ cũng chia sẻ thẳng thắn về những điều tiếng, những chuyện xấu mà cô gặp phải trong thời gian qua khi bị nhiều người tấn công. Trên mạng xã hội có nhiều luồng thông tin không tốt về Thúy Nga, đổ tội cho cô, coi cô như thủ phạm. Nói về vụ sư cô tại ngôi chùa của người Việt tại Mỹ mà Thúy Nga từng xin cho Kim Ngân vào ngủ, nữ nghệ sĩ cho biết sau khi đăng tải video về Kim Ngân, đã có người tìm tới chùa với mong muốn giúp đỡ cựu ca sĩ. Người này đã cúng dường hơn 500 USD. Thế nhưng, sư cô tại đây đã nói rằng chùa còn cần cái nọ cái kia, muốn người này hỗ trợ thêm. Người này đã nói sẽ về nhà quyên góp để giúp sư cô thêm 1.000 USD nữa. Sau đó, vì chuyện này, Thúy Nga nhận được nhiều cuộc gọi chê trách về sự kỳ quặc, trong khi bản thân cô không hề biết gì. Tôi đâu có bao giờ để cô không được cái này cái kia đâu. Tính tôi rất sợi lỡi, nhiệt tình. Những gì cô muốn, tôi đều đáp ứng và ủng hộ. Nhưng không hiểu sao, cô lại âm thầm làm thế để giờ nhiều chuyện như vậy. Thúy Nga bất bình. Trước những chỉ trích cho rằng Thúy Nga giả vờ làm Bồ Tát, nữ nghệ sĩ nhấn mạnh mình trung thực và vô tư trong việc quay video. Mọi thái độ của cô trong quá trình giúp đỡ Kim Ngân đều được ghi hình và không cắt cúp. Chứ cô không hề cố giả nhân giả nghĩa làm Bồ Tát như các lời nói đó. Đặc biệt, cô tiết lộ đã được cảnh sát mời lên làm việc vì có người tố Thúy Nga rất nhiều tội trạng như tấn công, đánh đập, nhốt Kim Ngân, không cho Kim Ngân tự do, ăn cắp tiền, lợi dụng hình ảnh của Kim Ngân để câu view. Tôi rất đau lòng, tại sao tôi giúp Kim Ngân mà người ta lại xuyên tạc như vậy? Tôi không biết ai là người tố tôi lên cảnh sát, nhưng lịch trình dày đặc như vậy hỏi có đau lòng hay không? Làm phúc phải tội là như thế, Thúy Nga thổ lộ. Hiện tại, nữ nghệ sĩ chỉ mong những chuyện xấu xa hãy dừng lại ở đây. Cô mong đàn chị về với gia đình, được chăm sóc cẩn thận và sẽ sớm hồi phục. Trách nhiệm của Thúy Nga với Kim Ngân đến đây đã đủ. Thời gian qua, việc nghệ sĩ hài Thúy Nga giúp đỡ chỗ ăn chỗ ở cho cựu ca sĩ Kim Ngân được cộng đồng mạng khen ngợi hết lời. Bên cạnh đó, cũng có không ít người chỉ trích Thúy Nga, cho rằng cô lợi dụng việc giúp đỡ Kim Ngân để trục lợi. Đỉnh điểm của sự việc khi mới đây, một người tên GN là em họ ca sĩ Kim Ngân đã lên tiếng phản đối việc Thúy Nga đi theo bảo trợ Kim Ngân để làm loạt clip đăng lên YouTube, đồng thời cho biết không ai được quyền quản lý hay chăm sóc Kim Ngân. Mọi người cứ nghĩ chị Kim Ngân khổ nhưng chị ấy không khổ. Người nhà và bạn bè đều hết lòng giúp đỡ chị ấy nhưng chị ấy vẫn thích đi lang thang. Đó là lựa chọn của chị ấy. Ở Mỹ này vẫn có những trại dành riêng cho người vô gia cư, lo ăn ở đàng hoàng nhưng họ vẫn đi lang thang. Đó là con đường riêng họ chọn. Chưa dừng lại ở đó, trên trang Facebook cá nhân, người này còn nói cảnh nói khóe một nghệ sĩ mà dân tình cho rằng người anh muốn nhắc đến diễn viên Hà Thúy Nga. Cụ thể, em họ Kim Ngân nói. Sự thật được phơi bày qua những trò trơ trẽn, dơ bẩn của một con hề khi tấn công những người thật lòng, thật tâm giúp cho Kim Ngân. Cứ chờ ngày con hề gặp quả báo và đối diện pháp luật. Xin lỗi bạn, cái gọi là cộng đồng mạng của con hề Thúy Nga chẳng qua là đám fan ngu dốt không biết chuyện, ăn không ngồi rồi bị con thúi dẫn dắt lèo lái. Nó diễn hề bịp bợm để móc túi các bạn và các bạn vui vẻ cho nó bịp. Còn đồng bào hải ngoại rõ nó lắm và họ đủ trí để biết đúng sai. Trước thông tin trên, chiều ngày 26 tháng 6, nghệ sĩ Thúy Nga cũng chính thức lên tiếng đáp trả. Theo đó, nữ diễn viên hài cho biết ngay từ lúc đầu có sự gửi gắm từ phía gia đình Kim Ngân nên cô mới dám nhận chăm sóc Kim Ngân.
Thúy Nga bộc bạch, những video làm về Kim Ngân thì mẹ và em gái của chị ấy rất thích xem. Ngày nào Nga không làm clip họ còn buồn nữa đó, nhất là em gái Kim Ngân. Tự nhiên giờ có anh nhận là em họ Kim Ngân lên phản biện và nói Nga đủ thứ. Tánh của người này rất hơn thua, dùng lời lẽ nặng nề với Thúy Nga. Sau này Nga mới biết người này chửi Nga thậm tệ trên Facebook. Chưa dừng lại ở đó, nữ nghệ sĩ bức xúc khi người này còn dùng những lời lẽ thóa mạ con gái cô. Nếu anh chửi tôi gắng nghe cũng được, tại sao anh lôi cả con gái tôi vào? Anh là đàn ông mà, anh đang phỉ báng gia đình tôi và không có bút mực nào để diễn tả lại những lời thô tục của anh. Bên cạnh đó, Thúy Nga cũng chia sẻ phía gia đình Kim Ngân dặn dò cô không được tiếp xúc với người xưng là anh họ Kim Ngân, đồng thời không để Kim Ngân gặp gỡ với người này. Nói thật, từ ngày Nga theo chị Kim Ngân đến nay, Nga quay 1.000 tập cho chị ấy còn được. Nga lựa chọn những khoảnh khắc nào về chị Kim Ngân đáng đưa lên Nga mới đưa lên. Bản thân chị ấy không mắc bệnh tâm thần, chỉ là bị trầm cảm nặng. Có những lúc chị ấy rất tỉnh táo và biết hết. Nga hiểu tại sao chị ấy né tránh mình vì sợ đem lại phiền phức cho Nga, diễn viên hài Thúy Nga nói thêm. Thúy Nga cũng nói thêm về số tiền công chúng quyên góp cho Kim Ngân. Tiền nhận từ Mạnh Thường Quân đến ngày nay Nga đã ngưng rồi. Vì Nga rất sợ nhận tiền từ thiện, Nga không hề kêu gọi mà khán giả tự cho. Khán giả yêu thương quá nên Nga nhận để sau này có hỗ trợ gì cho Kim Ngân. Tất cả những chi tiêu của Nga dành cho Kim Ngân Nga chưa bao giờ lấy trong tiền Mạnh Thường Quân. Giờ công chúng hỗ trợ cho Kim Ngân 10.000 đô, Nga đâu lấy tiền Mạnh Thường Quân trả tiền nhà cho Kim Ngân, tiền nhà Nga tự trang trải. Khi bị chỉ trích giúp đỡ Kim Ngân để trục lợi, nữ nghệ sĩ bức xúc nói. Không phải Nga đẩy Kim Ngân ra để quay YouTube câu view, chị ấy lang thang 30 năm thì mọi người đã quên chị ấy rồi. Mình giúp Kim Ngân nên phải chia sẻ trên cộng đồng để người ta biết và giúp đỡ. Đúng thật là khi Nga chia sẻ trên YouTube rất hiệu quả, nhiều người biết đến Kim Ngân và tên tuổi chị ấy nổi trở lại. Bây giờ Nga giúp chị Kim Ngân, chị ấy đâu có bị thiệt thòi. Nga chở chị ấy đi vòng vòng tiền xăng thôi một tháng tốn cả ngàn đô. Nga quay Kim Ngân được tiền YouTube, Nga cho chị ấy ăn một tháng 5, 7.000, 10.000 của Mạnh Thường Quân đưa cho Nga, nói thật lo cho Kim Ngân không đủ 2 tháng đâu, tiền đó Nga nhận tượng trưng thôi. Khi nhận tiền đó, Nga còn hỏi mẹ Kim Ngân sử dụng như thế nào cho hợp lý. Nga làm gì cũng trao đổi với gia đình chị ấy cả chứ Nga không tự ý bất cứ điều gì. Thúy Nga cho biết, bản thân bị chửi rủa rất nhiều trong quá trình giúp đỡ Kim Ngân trở lại cuộc sống bình thường, nhưng cô chỉ tập trung vào hành trình ấy vì muốn giúp đàn chị. Do đó cô không đọc những bình luận tiêu cực, chửi bới mình trên mạng xã hội. Hành trình tôi giúp chị Ngân trở lại chính mình mới đi được một nửa, chặng đường còn lại quá chông gai và cam go bày ra trước mặt. Tôi mệt mỏi và sợ hãi, nản chí. Khi bắt đầu giúp chị Ngân, tôi suy nghĩ rất hồn nhiên và vô tư, chỉ nghĩ mình đơn thuần giúp chị. Nhưng mọi chuyện ngày càng phức tạp, nữ nghệ sĩ kể. Thúy Nga cho hay, trước đây cô từng hỏi một người từng giúp cựu ca sĩ Kim Ngân. Người này đã cảnh báo rằng nếu động vào Kim Ngân là sẽ có những đại họa xảy đến. Lúc đó cô không hiểu đại họa là gì nhưng đến bây giờ mới thấm dần. Điều đó khiến cô cảm thấy sợ hết hồn. Hành trình giúp chị Ngân của tôi bây giờ như bộ phim trinh thám, hình sự. Trên mạng thông tin rối tung mù. Tôi đã không quay chị Ngân nữa vì muốn im lặng xem những thứ đang xảy ra là cái gì. Lần đầu tiên trong đời, tôi mệt mỏi đến độ chỉ ở nhà. Thúy Nga tâm sự. Nói đến đây cô nghẹn ngào bật khóc thừa nhận. Những chuyện xảy ra đã khiến cô bị tổn thương tinh thần. Theo lời nữ nghệ sĩ, ban đầu cô chỉ có ý định giúp Kim Ngân được ăn uống đầy đủ, thay bộ đồ mới và làm lại tóc. Nhưng không ngờ mọi chuyện lại kéo dài khi Kim Ngân lại nhờ cô tìm phòng. Theo Thúy Nga, sau buổi sinh nhật của Kim Ngân tới giờ, có nhiều chuyện xảy ra nên cô chỉ gặp cựu ca sĩ vài lần và không gặp nữa. Bản thân Kim Ngân dường như cũng có trực giác tốt, thậm chí tâm sự với Thúy Nga rằng muốn chuyển đi vì biết mình đang làm phiền đàn em. Điều này khiến Thúy Nga bất ngờ. Từ ngày tôi không tiếp xúc được với chị Ngân nữa, tôi chỉ có thể nhờ mọi người nếu gặp thì giúp đỡ, cho chị ăn uống. Chị cũng 2 đêm không về nhà để ngủ. Nhiều người nhắn tin cho tôi rằng gặp chị ngủ ở bãi cỏ. Thậm chí sau khi xem clip của Kim Tiểu Long, tôi mới biết chị cũng không đeo chiếc dây chuyền và khăn quàng cổ nữa. Tôi chỉ sợ chị lại trở lại cuộc sống hoang dã trước đây, Thúy Nga chia sẻ. Cuối clip, nghệ sĩ Thúy Nga tâm sự rằng đó giờ giúp ai cũng bị phản. Tuy nhiên, cô không để bụng chuyện này. Cô chỉ tiếc là những kế hoạch giúp đỡ cựu ca sĩ Kim Ngân bây giờ không thực hiện được. Hiện vụ việc đang thu hút sự quan tâm và bàn tán từ phía cư dân mạng. Nhiều người đứng về phía nghệ sĩ Thúy Nga và lên án hành động vô ơn của em họ Kim Ngân. Thank you.
sau bài đăng tố bị sư cô hại, Thúy Nga tự nhận ra những sai lầm khi làm quá nhiều chuyện bao đồng dẫn đến tổn thương, mất niềm tin vào cuộc sống. Cách đây vài ngày, Thúy Nga có đăng tải một bài viết tiết lộ chuyện bị một sư cô hại trong quá trình phát tâm giúp đỡ hoàn cảnh cựu ca sĩ Kim Ngân. Được biết, thấy thương hoàn cảnh của ca sĩ Kim Ngân sau thời kỳ Hoàng Kim phải sống cảnh lang thang gần 30 năm trên đất Mỹ, nên danh hài Thúy Nga đã giang tay giúp đỡ. Ngoài gần gũi trò chuyện với Kim Ngân, Thúy Nga còn đưa cựu ca sĩ về nơi ở mới an toàn hơn. Nhờ sự giúp đỡ của Thúy Nga mà Kim Ngân không còn đi lang thang nhiều như trước và có cuộc sống ổn hơn rất nhiều. Vì giúp đỡ đàn chị mà Thúy Nga bị hại, cụ thể ngoài Thúy Nga còn có một sư cô giúp đỡ Kim Ngân trong thời gian sống tại chùa. Nhưng gần đây, sư cô lại muốn giành quyền chăm sóc Kim Ngân, thậm chí còn nhận tiền từ thiện mà cư dân mạng gửi cho cựu ca sĩ này. Không những thế, sư cô còn tung clip tiết lộ Thúy Nga dọa mình. Cộng đồng mạng mạnh lắm. Đáp lại, Thúy Nga nói, người chân tu mà không dùng lời chân thật thì có bị phạt tội gì không à? Trái tim và lòng từ bi cô cất đâu rồi cô? Trước sự việc gây nên nhiều muộn phiền ấy, mới đây Thúy Nga đã chia sẻ một bài viết nặng trĩu những tâm tư về việc giúp đời, giúp người của bản thân. Ngẫm nhìn lại một chặng hành trình thiện nguyện, cô nàng tự nhận thấy bản thân mắc nhiều sai lầm. Mình đã sai khi không chịu lắng nghe và tin những gì người ta nói và khuyên khi mình muốn đặt chân đến chốn này. Mình đã sai khi không tin những gì Kim Ngân nói. Mình đã sai khi không tin những gì nó đã sắp xảy ra ngay trước mắt. Ba cái sai lầm dẫn đến một hệ lụy đau buồn, tổn thương, mất niềm tin với tất cả. Thúy Nga cho rằng những gì đang diễn ra ngay hiện tại đó chính là một định nghiệp. Nó đến lúc phải tới và được thấy, được chứng kiến để ngộ ra cho mình những bài học cuộc đời. Bên cạnh đó, nữ danh hài cũng nhắn nhủ bản thân phải tự cố gắng và cô luôn nhớ mãi câu nói của mẹ mình từng dạy. Đời con sẽ còn nhiều kiếp nạn lắm đó Nga, vì cái tội hay thích lao ra xã hội làm quá nhiều việc bao đồng. Dưới bình luận, khán giả liên tục gửi lời động viên, an ủi tới nữ nghệ sĩ. Chúc Thúy Nga và Kim Ngân nhiều sức khỏe nha. Kệ đi Nga ơi, ông trời không phụ công đâu. Gắn lên nha, cố lên cô nhé, sẽ vượt qua tất cả. Mọi người sẽ bên cô và ủng hộ cô. Cố lên em, cây ngay không sợ chết đứng. Cố lên chị, chân lý và chính nghĩa sẽ thắng gian manh, tà đạo thôi. Trong hành trình giúp đỡ ca sĩ Kim Ngân, nữ danh hài Thúy Nga từng bộc bạch rằng bản thân đã vài lần có ý định buông tay Kim Ngân vì sóng gió. Theo đó, nữ danh hài chia sẻ, đã vài lần Thúy Nga đã có ý định buông tay chị vì em cảm giác sóng gió lớn sắp kề cận bên em. Hôm nay sinh nhật chị, các fan thân yêu của Thúy Nga làm video này tặng chị, xem lại xúc động và lại thấy thương chị vô cùng. Ráng thôi, chặng đường Ngân Nga được 60% thì lại bị kẻ xấu trình rập phân tranh quyền lực, người ngay thọ nạn khẩn thiết nguyện cầu. Mong chị mau trở lại hình ảnh Kim Ngân xinh đẹp, sang trọng và minh mẫn. Chặng đường còn gian nan lắm, nhưng em cảm nhận chị sắp gần được bên những người thân ruột thịt và các con của mình rồi. Cố lên thôi má hai, Thúy Nga viết. Hiện tại, những chia sẻ của danh hài Thúy Nga trên đất Mỹ xa xôi vẫn thu hút sự chú ý, quan tâm đặc biệt của cộng đồng mạng. Trước đó, giữa lùm xùm của nghệ sĩ Hoài Linh, Thúy Nga bất ngờ đăng tải dòng trạng thái ẩn ý. Tiền mà rách thì dán đúng cách nó còn vẫn giữ nguyên giá trị. Nhưng một khi nhân cách thối tha có xịt dầu thơm vẫn cảm thấy nặng mùi, chính xác không cả nhà. Bài đăng này nhanh chóng thu hút sự chú ý của cư dân mạng. Nhiều người đã đặt ra nghi vấn nữ nghệ sĩ đang đá xéo danh hài Hoài Linh. Cách đây vài ngày, nữ danh hài cũng đã chính thức lên tiếng về tin đồn đá xéo nghệ sĩ Hoài Linh. Cô cho biết, tâm tư em đang chán nản vì tiểu nhân đang bao vây, hãm hại em mỗi ngày. Mấy ngày nay Thúy Nga thật sự đang rất buồn chán nên tự sự của cá nhân thôi. Ai cũng hỏi tại sao không thấy Kim Ngân, Thúy Nga trên YouTube. Mấy hôm nay Thúy Nga buồn nên bận khóc mỗi ngày. Cả nhà thông cảm nhen, mắt hết sưng thì Nga sẽ lộ diện. Thúy Nga sang Mỹ kết hôn từ năm 2010 và sinh con gái, bé Nguyệt Cát. Sau khi ly hôn, cô sống làm việc tại Mỹ lẫn trong nước. Trước khi dịch Covid-19 xảy ra, Thúy Nga cho con gái về Việt Nam sinh sống, học tập một thời gian. Năm ngoái, Thúy Nga trở về Mỹ thời điểm dịch chưa bùng phát vì có công việc, nhưng hiện tại cô vẫn chưa thể quay trở lại Việt Nam. Thúy Nga và con gái hiện sống tại quận Cam, California. Để phòng dịch nên thời gian qua, cô hầu như chỉ ở nhà. Hằng ngày, diễn viên hài dành thời gian trồng rau, tưới cây, dọn dẹp vườn tược. Trong thời gian ở lại Mỹ, Thúy Nga thường xuyên làm clip đăng lên kênh YouTube chia sẻ về cuộc sống tại xứ cờ hoa tới người hâm mộ.